Trong phiên họp hội nghị cấp cao ASEAN lần thứ 34 diễn ra ngày 23 tháng 6 vừa qua tại Bangkok, nguyên thủ 10 quốc gia các nước ASEAN đều đã thống nhất về một kế hoạch cùng nhau tham gia vào cuộc chạy đua giành quyền đăng cai World Cup, ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh. Theo hãng tin AFP, Ngoại trưởng Thái Lan Don Pramuvinai đã đưa ra một kế hoạch vô cùng táo bạo để giúp khu vực Đông Nam Á lần đầu tiên tổ chức một kỳ World Cup. Ông Don Pramuvinai khẳng định các chính phủ nghĩ rằng điều này có thể xảy ra 15 năm nữa. Như vậy, các quốc gia Đông Nam Á sẽ lên kế hoạch đăng cai World Cup 2034. Đề án tổ chức sẽ được Liên đoàn bóng đá Đông Nam Á xây dựng và trình lên FIFA vào năm 2026. Theo lịch trình, World Cup 2022 sẽ diễn ra tại Qatar. World Cup 2026 được tổ chức tại Mỹ, Canada và Mexico. Còn World Cup 2030 dự kiến sẽ đến với người hâm mộ Nam Mỹ của ba nước Argentina, Uruguay và Paraguay. Kể từ lần đầu tiên được tổ chức vào năm 1930, đã có 17 quốc gia từng là nước chủ nhà của sự kiện bóng đá lớn nhất thế giới. Tuy nhiên, các quốc gia này hầu hết nằm ở châu Âu và châu Mỹ, những nơi được coi là có nền bóng đá phát triển và lượng cổ động viên cuồng nhiệt nhất thế giới. Kỳ World Cup diễn ra vào năm 2026, sự kiện này sẽ đến với khu vực Bắc Mỹ khi các nước Mỹ, Canada và Mexico sẽ đồng tổ chức. Ở châu Á, tính đến thời điểm này, World Cup lần đầu tiên và duy nhất được tổ chức vẫn là kỳ World Cup 2002 khi Nhật Bản và Hàn Quốc làm nước chủ nhà. Trong thời gian qua, Trung Quốc cũng đã rất tích cực trong các cuộc chạy đua giành quyền đăng cai ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh. Tuy nhiên, họ vẫn chưa một lần thành công. Đối thủ của Việt Nam và các nước Đông Nam Á trong cuộc chạy đua tranh đăng cai World Cup 2034 là Ai Cập. Thực tế, cơ hội cho các quốc gia ASEAN là hoàn toàn sáng sủa bởi FIFA đã nâng số đội tham dự World Cup từ 32 lên 48 vào năm 2026. Ngoài ra, FIFA cũng đang rất muốn phát triển bóng đá ở khu vực vẫn luôn bị coi là vùng trũng. Theo quy định của FIFA, nước chủ nhà World Cup chắc chắn có vé tham dự. Tuy nhiên, Việt Nam và 9 nước còn lại của ASEAN không thể cùng tham dự World Cup 2034. Trong trường hợp tranh cử thành công, Đông Nam Á sẽ được phân bổ 1 đến 2 suất chủ nhà. Đội được tham dự nhiều khả năng được quyết định dựa vào kết quả tại AFF Cup năm trước đó. Tờ Bangkok Post nhận định Việt Nam là đội bóng đá nam mạnh nhất ASEAN lúc này, với hạng 96 thế giới trên bảng xếp hạng FIFA. Thái Lan xếp thứ 2 ở ASEAN nhưng chỉ đứng hạng 116. Chính vì vậy, các quốc gia cần nỗ lực trong khoảng 15 năm thu hẹp trình độ để sẵn sàng tranh tài ở World Cup. Bên cạnh vấn đề về trình độ cần được các quốc gia Đông Nam Á nhanh chóng thu hẹp so với thế giới, vấn đề cơ sở hạ tầng cũng rất được quan tâm. Theo tiêu chí của FIFA, các sân vận động đủ điều kiện tổ chức các trận đấu World Cup ít nhất phải đạt 4.000 chỗ ngồi cho khán giả, chất lượng mặt cỏ đạt hạng A và có điều kiện giao thông thuận lợi. Đầu tiên phải kể đến chảo lửa Bukit Jalil. Đây từ lâu đã là niềm tự hào của bóng đá Malaysia. Nằm trong khu liên hợp thể thao quốc gia Malaysia tại phía nam thủ đô Kuala Lumpur, sân vận động Bukit Jalil có tổng chi phí nâng cấp sửa chữa các công trình trọng điểm lên đến hơn 160 triệu đô la. Sân Bukit Jalil chứa 87.411 chỗ ngồi và là sân vận động lớn nhất Đông Nam Á thời điểm hiện tại. Một sân vận động khác lớn thứ hai tại Đông Nam Á tiếp tục là một sân vận động của Malaysia. Sa Alam là sân vận động đa chức năng nằm ở Sa Alam, Selangor, Malaysia. Bên cạnh Bukit Jalil, sân Sa Alam cũng nhiều lần là địa điểm tổ chức các trận đấu của đội tuyển quốc gia Malaysia. Sân Sa Alam hiện có sức chứa 80.372 chỗ ngồi. Bung Karno, Indonesia. Sân vận động Gelora Bung Karno nằm ở trung tâm thủ đô Jakarta, Indonesia. Khi lần đầu tiên được khai trương vào năm 1962, sân vận động có sức chứa 110.000 chỗ ngồi. Tuy nhiên, hiện giờ đã bị giảm xuống chỉ còn 77.193 chỗ ngồi. Hiện tại, Bung Karno là sân vận động lớn thứ 26 trên thế giới và lớn thứ 8 tại châu Á. Sân vận động quốc gia Singapore là công trình thi đấu đa năng với kết cấu mái vòm và có thể đóng mở, được sử dụng chủ yếu cho các trận đấu bóng đá. Đây là sân vận động duy nhất trên thế giới có thiết kế tùy chỉnh để tổ chức các môn bóng đá, bóng bầu dục, cricket, điền kinh và là một trong những sân vận động hiện đại nhất thế giới. Sân vận động này được chính thức đưa vào hoạt động từ năm 2014. Rajamangala nằm ở thủ đô Bangkok, Thái Lan. Đây là sân vận động có sức chứa 49.722 chỗ ngồi và là sân vận động quốc gia của đội tuyển Thái Lan. Cùng với đó là sân vận động Mỹ Đình, hiện đang là sân vận động lớn thứ hai ở Việt Nam với sức chứa 40.192 chỗ ngồi. Sân vận động được khánh thành từ năm 2003 và là sân nhà của đội tuyển quốc gia Việt Nam.